Nên những anh chị nào mà không thích chỉnh nhiều thì rất là khoái luôn đúng không ạ? Công nhận hết rô cái nồi này. Hello anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của La Kéo Tôm Việt. Thì những ngày qua có nhiều khách hàng gọi điện đến bên em với nhu cầu là cần tìm cho mình một chiếc loa karaoke nhỏ gọn, công suất đáp ứng khi sử dụng trong phòng kín có thể lên tới 150m2, và kèm theo đó là karaoke chống hú tốt, nhưng tầm giá thì chỉ dưới 4 triệu. Mà hãng Nova vừa qua cũng vừa cho ra mắt một mẫu loa karaoke nhỏ gọn mà đáp ứng được với những nhu cầu trên của anh chị đó luôn ạ. Và mẫu loa này thì bên em đã test kỹ càng hơn 1 tuần để có thể review chi tiết từ ngoại hình, cấu tạo đến chất âm cho anh chị xem nha. Và bây giờ không để anh chị chờ đợi lâu nữa thì cùng em tìm hiểu em nó ngay thôi nha. Cấu tạo của thùng loa thì được làm bằng gỗ MDF dày và bọc giả da sang trọng, có 2 màu là màu nâu và màu đen. Da này thì sần và nhám và nó sẽ có một cái độ bám tay nhất định nha anh chị ơi. Mạch lưới là mạch lưới cước tổng hợp được đan khá là căng và khít nên khả năng chống bụi cũng khá là tốt luôn ạ. Và bây giờ thì em sẽ đi đến phần thông số kỹ thuật của loa. Thì thông số kỹ thuật của loa nó sẽ không quyết định độ hay của loa đâu nha anh chị ơi, bởi vì cái độ hay nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có những loa có thông số kỹ thuật cao nhưng nghe không hay luôn anh chị, bởi vì cái chất lượng linh kiện ở bên trong nó kém. Còn có những loa thông số kỹ thuật thấp nhưng nghe lại rất là hay luôn, bởi vì cái chất lượng linh kiện ở bên trong nó chất lượng nha anh chị. Và em loa VK120 này được nhà hãng trang bị linh kiện cực kỳ là chất lượng, bao gồm cho chúng ta là một loa bass 20cm, từ là 120, coi là 38 chuẩn, đem lại một chất âm trầm, uy lực và sâu. Và kèm theo đó là một loa chip giấy chất lượng sẽ đem lại một cái tiếng chip nhuyễn, sáng tiếng, vang xa, mà khi mình nghe nhạc nó sẽ có một cái cảm giác là dịu nhẹ mà không bị chói tai nha anh chị. Kèm theo đó thì em loa này còn trang bị cho chúng ta là một loa chung nhỏ đem lại tiếng ca sáng và nhẹ nhàng hơn, giúp chúng ta khi hát sẽ feel hơn. Và hơn hết thì loa còn được tích hợp một mạch phân tần cao cấp nên phần âm thanh của đầu ra sẽ cho tiếng sạch sẽ và mịn màng luôn nha anh chị ơi. Tiếp theo thì em sẽ nói đến công suất của em loa này nha. Thì em loa này có bo mạch công suất thực là 50W, cho ra công suất BMBO là 300W, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu ca hát trong nhà ở trong khoảng không gian là lên đến 150m2. Và khi mà mình chơi ở ngoài trời thì có thể lên đến bán kính là 15m. Cái này thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào mật độ tiếng ồn nơi anh chị đang sử dụng chiếc loa này nữa nha. Ngay bây giờ thì em sẽ so cái bo mạch của em loa này cho anh chị cùng xem nha. Thì bo mạch của em loa này thì rất là đơn giản và dễ chỉnh luôn nha cả nhà. Thì nó sẽ bao gồm là các phím chỉnh chức năng và các nút chỉnh chức năng. Về phím chỉnh chức năng thì đã quá quen thuộc với mọi người rồi đúng không ạ? Còn về các nút chỉnh chức năng thì em loa này sẽ có cho chúng ta là chỉnh micro và chỉnh nhạc. Về phần micro thì sẽ là có cho chúng ta là một cái nút chỉnh âm lượng micro, và kèm theo đó là 2 chế độ vang là Echo và Reverb. Với những dòng loa xách tay mà tầm giá hơn 3 triệu thì rất là hiếm khi có cái chế độ vang này luôn anh chị. Mà em loa này có thì quá là tuyệt vời luôn đúng không anh chị? Còn về phần chỉnh nhạc thì sẽ có cho chúng ta là chỉnh bass chip của nhạc và một cái nút chỉnh âm lượng của nhạc nữa nha anh chị. Về phụ kiện của loa thì em loa này sẽ có kèm cho chúng ta là 2 chiếc micro UHF bằng kim loại cao cấp luôn nha anh chị. Thì ở bên trong thân mic thì sẽ có cho chúng ta là một cái nút để set tần số và một cái nút để điều chỉnh độ hút ngay trên micro này luôn nha. Và về chế độ bảo hành của loa thì em loa này được nhà hãng rất là ưu ái khi bảo hành tất cả là 12 tháng, bao gồm micro, bình và bo mạch. Thì ở bên ngoài thị trường rất là ít hãng nào mà có thể bảo hành được 12 tháng như vậy. Thông thường thì chỉ có 6 tháng cho micro và bình thôi à anh chị ơi. Cùng em trải nghiệm chất âm của em loa VK120 này qua các thể loại nhạc là bolero và remix nha. Và để có một cái trải nghiệm âm thanh tốt nhất, chân thật nhất
thì anh chị nên trang bị cho mình một cái tai nghe để có thể cảm nhận chất âm một cách chân thật nhất nha. Vì khi mình nghe qua loa điện thoại thì nó sẽ bị thiếu dạng âm đó anh chị ơi. Rồi bây giờ sẽ test độ phút và độ chống út bên loa Nova V20 cái nhà. Thì hiện tại em đang cách loa là tầm chưa tới mét, nửa mét thôi. Đấy, và em để tất cả các mức âm lượng liên quan tới loa là 50% cái nhà. Đây, em sơn cái nhà xem luôn. Đấy, 50 hết luôn. Tí nữa em hát karaoke thì em sẽ điều chỉnh theo cái giọng của em. Còn giờ em để 50 cái nhà. Và đặc biệt nữa là bên trong micro này nó có độ tăng giảm đúng micro này. Hiện tại thì em đang để mức 5 này cái nhà. Đây, camera đang quay lại mức 5 nha. Đây, mức 5 này cái nhà. Đấy, tổng cộng ở trong đây là nó có 7 nấc. Đấy, mức 5. Rồi, tầm mức 5 này thì hát trong phòng tầm 45m2 nha, đứng đây là ok nha. Còn nếu mà cả nhà muốn nhẹ hơn nữa thì tăng lên. Nhưng mà bây giờ sẽ test về cái độ chống hú nước. Thì hiện tại em đang đứng cách loa là tầm khoảng chưa một nhân nửa mét. Thì khả năng hú của loa là chưa xảy ra ở nhà. Đấy, cho thấy là cái độ chống hú bên loa này rất là tốt luôn. Còn nếu mà chị mà đưa cái micro này lại gần em loa chút xíu nữa thì nó sẽ hú đó. Hoặc là anh chị tăng cái tầm đây. Đấy, alo, một hè đó, chống hú cực kỳ tốt nha. Ở đây mà nó không hú luôn. Đấy, thì như anh gần lại chút nữa thì thấy nó hơi ù rồi. Đấy, quá tốt luôn. Rồi bây giờ em sẽ test về cái độ hút nữa nha. Đấy, từ micro tới miệng của em là tầm khoảng 20 cm. Mà anh nói trong loa này nó vẫn phát ra là đủ dãy của mình ở nhà. Đấy, còn nếu mà chị có dạng yếu hơn á thì để gần nữa 15 cm. Và ok hơn nữa là 5 cm thì sẽ tiếng bass, tiếng trung y tế mình nó đủ hết luôn. Đấy, nói chung để hút bên loa này anh chị không cần phải lo lắng, lo vô lắng đâu. Còn nếu mà chị muốn nhẹ hơn nữa thì chị có thể tăng lên trong đây. Đấy, trong đây mình để là mức 5 thôi, anh chị có thể tăng lên mức 6, mức 7. Tuy nhiên thì bù lại thì nó sẽ dễ hú hơn những cái nhà. Đấy, rồi, bây giờ thì em sẽ hát cho anh chị một bài karaoke nha. Để test cái tầm bên loa này, coi thêm là nó hay hay không. Em hát cho anh chị một bài tên là Phai Dấu Cuộc Tình nha. Rồi, em sẽ giảm echo chút xíu, em không thích echo lắm. Rồi, em sẽ chỉnh theo ý của em hát karaoke nha cả nhà. Vô, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sâu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu đơn hoa kín đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, mỏi chờ mong, mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ muôn buổi chiều thân buồn mây sáng theo nhau về. Dẫu thương dân kín lắc lối dĩ vãng tương lai mình mù, bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chơi lạc lối, lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu anh ơi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ. Bài nữa nha, công nhận cái rô cái loa này hút rất là khỏe luôn. Giọng em thì thuộc dạng trung bình nhưng mà hát rất là rõ tiếng ở nhà. Rồi bây giờ sẽ test lên chị thêm hai đoạn nhạc nữa. Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời. Chờ con băng khoăng tôi hồi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không để trang quân tử đế vương nước Nam huy hoàng, bao nhiêu mỹ nhân sao trắng thắm mà.
nàng thiếu nữ xuất thân kiếp phu dân thường, si hành ngưỡng ngang vua lấy làm thường. Tương tư đà trên ngai vàng, bao nhiêu chính sử vua trắng đi ngang. Bao đêm tàn trong mơ màng, nụ cười xuân giang làm lòng vua mang nhớ thương vô ngàn. Từ ngày gặp em con tim ngân nga khúc phương tình ca, khắp phố xuân hà chỉ môi em làm tim xa ngó. Nhẹn lòng giang tơ quân vương tương tư nhớ thương ngày. Và ngay sau khi anh chị đã trải nghiệm em la này qua các thể loại nhạc và một đoạn đích karaoke, thì anh chị có nhận xét gì về em la này thì cho em xin một ý kiến ngay phía dưới phần bình luận nha. Và sau đây thì em sẽ nhận xét một xíu về chất âm của em la này sau khi em đã trải nghiệm trực tiếp luôn ạ. Thì với kích thước nhỏ gọn và với mức giá là dưới 4 triệu thì cái công suất của em la này thì đã ở trong mức là chấp nhận được rồi nha anh chị. Còn về chất âm thì theo em cảm nhận là âm chip không khỏe lắm, nhưng nghe thì vừa phải, những mịn, âm bass thì đánh căng lực. Tuy nhiên, em la này sẽ không phù hợp với những anh chị nào mà thích có âm bass sâu một chút nha anh chị. Tuy nhiên thì ở em la này có một điểm em cảm thấy nó hơi thiếu, đó là về các nút chỉnh chức năng cho micro. Ở em la này thì chỉ có một nút chỉnh âm lượng micro thôi, chứ không có chỉnh chi tiết bass chip. Nhưng anh chị cũng hãy yên tâm nha, bởi vì hãng đã cân bằng dạy âm bass chung chip trên cùng một nút chỉnh này luôn rồi ạ. Vậy nên những anh chị nào mà không thích chỉnh nhiều thì rất là khoái luôn đúng không ạ? Còn về micro thì quá là xuất sắc trong tầm giá luôn ạ. Micro hút cực kỳ tốt và chống hú cũng thuộc dạng đỉnh trong tầm giá luôn nha anh chị. Tóm lại là em không còn gì để bàn cãi về micro của em loa này nữa rồi ạ. Và em loa này sẽ phù hợp với những nhu cầu của những anh chị đang cần tìm cho mình một chiếc loa karaoke xách tay nhỏ gọn, mình vừa dùng ở trong phòng mà mình còn dùng để trang trí ở trong nhà nữa được luôn đó anh chị. Và đặc biệt là với những anh chị nào có giọng hát yếu thì em loa này lại càng đúng gu nha anh chị ơi. Bởi vì sao? Bởi vì em loa này hát karaoke nhẹ nhàng mà mình hát còn dễ lên nốt cao. Đặc biệt hơn nữa là với mức giá chỉ hơn 3 triệu, giá chính xác đang được bán tại Tơ Việt là 3.490.000. Nếu những gì mà em la V120 này mang lại đúng với những nhu cầu của anh chị thì anh chị còn chần chờ gì mà không liên hệ đến các số điện thoại em để ở bên góc màn hình để nhân viên bên em hỗ trợ anh chị một cách nhanh nhất có thể ạ. Và cũng đã tới cuối video của bên em rồi ạ. Nếu như anh chị có góp ý hay thắc mắc nào thì anh chị có thể để lại một cái bình luận ở phía bên dưới. Và cảm ơn anh chị đã coi tới cuối video này ạ. Và hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp hấp dẫn hơn. Bye bye.